À, xin chào quý bà con và quý anh em nuôi tôm. Thì cũng là Tết Nguyên Đán vừa qua, thì Tuấn xin gửi lời chúc bà tất cả bà con nuôi tôm và anh em nuôi tôm mình dồi dào sức khỏe và nuôi tôm cái vụ này năm mới là được thành công, trúng mùa được giá. Thì hôm nay thì Tuấn xin chia sẻ cái cách mình phân biệt giữa cái con tôm tôm Mona và thứ hai á, là con sú thượng mình đó. Tại vì hai con này, thứ nhất là nó chênh lệch nhau là gấp 3 lần. Thứ nhất là cái giá cả đó. Nếu mà mình không có biết cách mình phân biệt thì nói chung là người ta đưa mình con sú thường đó, hoặc người ta chọn 50-50 thôi, là nếu mình thả vậy là mình rất là thiệt thòi đó. Nên nếu mình bắt con sú thường mà mình nuôi mặt độ thưa đó, giống như một số trại giống người ta cho chỉ thả 100.000 con thôi đó. Là những cái dòng mà thí dụ sú thường mà gọi là con bố mẹ, con tôm phụng, tôm chân đỏ thì nó lớn cũng rất là nhanh, cũng khoảng là 3 tháng là nó vô hàng 2 hàng 3 rồi đó. Và nếu mình bắt con Mona thì nó cũng khoảng đó thôi đó. Thì nếu mà mình thả mặt độ là thưa. Để bây giờ nếu mà mình không 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 biết đó, thì mình người ta đưa con sú thường mà mình thả thưa thôi là còn, nó vẫn trúng và nó vẫn lớn nhanh bình thường đó. Còn nếu mà mình thả con Mona thì nếu mà bằng mặt độ vậy thì con thường của Mona nó lớn hơn khoảng 1 tháng rưỡi đó, nó rất là nhanh đó. Mà mình để làm sao mình phân biệt đó, thì đầu tiên thì về cái nguồn gốc nó thì nó xuất xứ từ cái Mona của Hawaii, đã người ta đã nghiên cứu, người ta lai tạo, người ta đã chọn lọc cái kiểu gen đó. Bà con nghe mình nghe gia hóa tức là người ta đã lai tạo nhiều đời nhiều dòng, người ta nghiên cứu về cái kiểu gen, kiểu hình, rồi kháng bệnh, rồi lớn nhanh, vân 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 vân. Thì gia hóa là chưa chắc là Mona có thể là những con tôm lai tạo châu Phi, tôm lai tạo những nhiều nơi khác, nhưng mà con tôm Mona là con tôm đã người ta đỡ được gia hóa lai tạo kiểu gan, là con phải hiểu như vậy đó. Cái thứ hai là sau khi là con tôm được gia hóa đó, là tại Hawaii của Mỹ, thì sau này là cái con được nhượng quyền về chỗ Mona Việt Nam. Thì sau khi đó là Mona Việt Nam nghiên cứu và nhân giống để sao cho bà con mình nuôi, thì lúc ban đầu thì khoảng 10 năm trước á, là chỉ là nghiên cứu và bán công ty bán giống thôi. Rồi sau này khoảng 2-3 năm trở lại đây thì bắt đầu là cho là bán rộng rãi cho các trại giống đó. Do đó mình nên, tức là mình muốn bắt được con Mona, tức là con tôm là đúng là nghĩa của nó, đúng là tôm đã được là lai tạo là về tốc độ lớn nhanh, về kháng bệnh nè, rồi về cái di truyền đó, thì mình nên là tìm những chỗ uy tín, mình chọn lựa mình bắt đó, những chỗ có nhập tôm bố mẹ đó. Rồi sau khi thì mình chọn chỗ những chỗ vậy rồi, tuy nhiên thì nhiều khi người ta phân phối chỗ này chỗ kia thì cũng không biết được nó làm sao, thì mình nhiều khi có chọn hay không mình không biết. Thì Tuấn xin cũng như chia sẻ một số cái điều lưu ý để mình biết được cái con tôm nào là con tôm Mona, tôm nào là con tôm sú mình đó. Thì con sú mình thường á, là thí dụ như bà con xài sú chân đỏ thì bố mẹ ở gạch gốc của chủng bưu hoàng của mình á, thì nếu bà con mà nuôi trong trại giống, người ta nuôi khoảng 15 hoặc mình thả ra vuông khoảng 3-4 ngày, bắt đầu nó lên gần 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 thì bà con mà thấy là cái đuôi nó có chấm đỏ đó, thì đó là những cái con chân đỏ đó. Tôm nó rất là mau lớn, rất là lớn nhanh đó. Rồi hai là con, đối với con sú Mona thì nói chung cái lúc nhỏ thì bà con mình rất là khó phân biệt, thì nói chung nó gần như là 99% nó giống như con sú thường mình cái giai đoạn bót đó. Thì nếu mà nó lớn hơn, nó bót 15 thí dụ trong chạy giống mới biết thôi, thì khi mình gọi đèn mình coi thì nói chung là nó trong suốt hơn, nó không có gằn và nó không có là bong 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 là như con sú mình, nó trong nó giống thẻ hơn đó. Nhưng mà đó trong chạy giống mới biết. Còn hai nữa là mình coi với cái hiên vi thì cái độ mà dài đòn của con sú Mona nó sẽ dài đòn hơn đó, mà tuy nhiên cũng rất khó đó, nếu bà con mà mắt thường mà con cũng khó phân biệt đó. Rồi cái thứ hai là khi mình thả ra vuông mình, đối với ao quảng canh cỡ tiếng tôm lúa mình thưa thì khó biết, nhưng mà đối với những ao mặt nuôi mặt độ dày, ao công nghiệp là nó mình dễ biết hơn, tại vì cái nó do nó lai tạo cái tập tính nó như thẻ và nó loại rất là nhiều
so với con sú thường mình thì nó trầm hơn đó. À, con sú Mona thì nó lội rất là nhiều và nó ăn rất là mạnh đó, bởi vậy nó lớn rất là nhanh đó. Rồi trong cái thời gian nuôi khoảng 1-2 tháng đó, là nhiều khi mình thấy những con da quá thì là mình thấy cái lưng nó có sọc đỏ đó, những cái gằn đỏ đó, thì mình cũng có thể mình phân biệt đó. Chứ còn mà ao quảng canh thì nói chung cũng hơi khó, nhưng mà nó mình coi những cái sọc trên lưng nó đỏ hơn đó, và cái tốc độ lớn nó nhanh hơn đó. Cái vấn đề thứ ba thì khi mình bắt cái giai đoạn mà bót thì con sú mình thường nó rất đồng đều, tại thì nhiều khi do đa số là cái con sú thường hoặc sú chân đỏ mình làm là một con mẹ, tức là mình về mình đẻ bắt về. Ví dụ mình có thể là mình sau khi nó giao dĩ ngoài biển xong là mình cho nó sinh sản, thì sau khi nó đẻ nao thì có một con có thể đẻ cả triệu ấu trùng, là mình vô một bể tôm mình làm, bởi vậy là con tôm nó rất đồng đều. Còn Mona thì nói chung con bố mẹ của nó thì nó như bố mẹ thẻ, nó nhỏ, mình về mình phải nuôi dưỡng khoảng 1.5 tháng nữa đó là nó mới, là mình mới cho sinh sản. Rồi cái tỷ lệ sinh sản nó thấp hơn số thường, ví dụ khoảng 5-10 con mẹ mới vô được một hồ với số thường, thì bởi vậy cái độ đồng đều của con tôm nó không bằng đó, nó lọt chọt hơn so với con số mình đó. Đó, nếu bà con nào mà bắt mà cái bầy tôm mà xuống mà Mona mà đó, thì nếu mà nó đồng đều quá thì mình cũng phải coi cái lúc mà giống mình coi là coi đúng hay không đó. Rồi cái thứ tư thì sau khi mình nuôi tới cái nước cái lúc thì trưởng thành, thì con tôm lúc mà thu hoạch á, thì con tôm Mona của mình á, thì nó sẽ dài đòn hơn, rất là rõ, mà nó sẽ trắng hơn đó, cái đầu nó nhỏ và cái đuôi nó sẽ nhỏ hơn đó. Con tôm mình thấy nó rất là trắng, còn con sú mình nó gần ghi đó đó. Còn con sú Mona thì nó sau cái lúc đầu thì nó lọt sọt, chứ sau này nó lớn là nó rất đồng đều, rất là rõ ràng đó. Nó còn con sú mình thì nhiều khi có những con thì lớn, con nhỏ thì có thể là những cái con bị còi, còn riêng sú Mona thì nó không khó đó. Rồi cái thứ năm là nó cái tập tính nó ăn rất là mạnh đó, mình phải nó lớn rất là nhanh đó. Như nãy Tuấn có nói đó, là lúc trước Tuấn nói là nếu mà so với thời gian á, thí dụ mình nuôi dày thì khoảng nuôi công nghiệp á, thì nó lớn so với con sú mình á, là khoảng 1.5 tháng, tức là sao, là nếu mà mình nuôi sú thường á, thì quảng canh cải tiến tôm lúa thì mình khoảng là gần 4 tháng nó mới gieo hàng 2-3, còn sú Mona thì nó khoảng 3 tháng đó. Còn nếu mà nuôi công nghiệp á, thì sú thường mình 5 tháng đến 6 tháng mới vô hàng 2-3, nhưng mà sú Mona có thể là 3.5 đến 4.5 đó. Cái thời gian nó, cái tốc độ nó lớn là có thể là gần 1.5 so với con sú thường mình đó. Rồi cái quan trọng nhất là bây giờ bà con mình là phải, thứ nhất là phải coi chuẩn trại nào bắt bố mẹ và những cái đại lý nào uy tín đảm bảo chất lượng đối với mình đó. Rồi mình biết cái cách phân biệt, cái cách chọn lựa thì nói chung nó sẽ đỡ rủi ro hơn, tức là mình bắt được đúng cái con sú Mona để mình nuôi nó lớn nhanh. Chứ là cái giá trị ví dụ con giống này nó gấp tới 3-4 lần, mà nếu mình bắt không đúng vậy thì mình nuôi thì nó cũng gây rất nhiều cái tổn thất cho mình. Rồi nhiều khi mình bắt ngay những cái bầy mà không có chất lượng, rồi nó bị bệnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mùa vụ nuôi của mình nè. Bà con lưu ý khi mình chọn cái giống tôm sú da quá Mona thì vì cái lượng của nó đó là không có được là nhiều, tại vì thứ nhất là bố mẹ của nó nói chung là phải nhiều con mới gom lại được là một bầy đẻ đó, mà nuôi ương cũng rất là khó chứ không phải dễ. À, ngoài ra trên thị trường thì Tuấn đi cũng thấy cũng rất là nhiều là cái tôm sú mà ghi Mona mà hình như á, là cái lượng là rất là nhiều đó, về rất là nhiều. Do đó mình nên có cái cách chọn lựa và tìm hiểu kỹ những cái trại có uy tín đó, những cái nơi có uy tín đảm bảo cho mình chọn lựa cho đúng cái con tôm giống da quá Mona đó. Thì nhiều khi bà con chúng cũng có những cái trường hợp, ví dụ một số trại tôm chỉ khuyến cáo cho bà con thả là dưới 1.000 con á, trên một công, tức là một là mật độ dưới 1 con. Thì nhiều khi mình chọn những cái giống khác á, mật độ dưới vậy mà đủ thức ăn nó cũng lớn bình thường như Mona thôi. Cái trường hợp thứ hai á, là nhiều khi là
Bà con thay vì thí dụ là 1 hecta, bà con thả thí dụ là 20 thiên số thường, nhưng mà nhiều khi mình bắt cái số mana giá cao hơn thì mình ngán tiền, thì mình chỉ bắt thí dụ là 7 8 thiên thôi, thì chính 7 8 thiên đó thực sự là nếu mà số thường á là nó cũng lớn nhanh, nó cũng phát triển bình thường nếu mà con tôm nó đủ mồi đó. Do đó thì mình nên tìm hiểu kỹ và mình chọn lựa những nơi uy tín để đảm bảo cho mình đúng con giống và mình nuôi cho nó hiệu quả nhất. Tuy nhiên thì con nào cũng vậy, số thường hay số mana cũng vậy, cái mật độ nuôi phải phù hợp với cái lượng thức ăn cho ăn đó. Chứ nếu mà bà con mình nuôi số mana mà mình không có cho ăn, tức là mình không có gây đủ mồi cho nó, ví dụ đối với quảng canh cải tiến mình không đủ gây thức ăn tự nhiên cho nó, thì nói chung nó không đủ ăn, mà nó ăn nhanh vậy thì nó ăn như thẻ vậy đó, nó lội nó ăn mạnh vậy thì nó ăn bậy, nó ăn những cái tảo muỗng mà cả hữu cơ, những cái tảo độc thì nó dễ bị hư đường ruột, hư gan, có thể là nó có chết sớm số thường mình nữa đó. Thì mình biết cái cách mình gây mồi ra cho đủ thì nó có thể mình nuôi được mật độ cao, và mình là nuôi tôm nó sẽ được lớn rất nhanh. Chứ con số mà mình hoặc con thẻ gì đó mà mình nuôi nó ăn mạnh hoặc nó đạt nhiều mà nó không đủ mồi đó, mình không biết cách kiểm tra, mình không biết gây mồi hoặc mình cho ăn thiếu thì coi như là cũng không thành công đó. Rồi xin chúc quý bà con mình chọn lựa rồi mình kiếm được hoặc mình được cái nguồn giống mình nuôi cho nó hiệu quả và cái mùa vụ nó thành công. Xin cảm ơn.